Ukraine, hơn 500 dân thường đang bị mắc kẹt cùng với các binh sĩ bên trong nhà máy hóa chất Azov. Ukraine cần các vũ khí phòng thủ tên lửa hiện đại, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Kiev các loại vũ khí như vậy. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh đã nhiều lần đề nghị được cung cấp các loại vũ khí này và việc trì hoãn của các nước phương Tây là không thể biện minh. Trong tuần này sẽ có nhiều cuộc đàm phán quan trọng và không chỉ với các chính trị gia châu Âu, những nước có thể cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Ukraine. Việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến Moscow phải hứng chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, doanh thu của Nga từ nhiên liệu hóa thạch vẫn tăng mạnh trong giai đoạn 100 ngày đầu chiến sự, với mức doanh thu kỷ lục 93 tỷ euro, khoảng 135 tỷ đô la Mỹ từ việc xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá. Cùng với góc bình luận tìm hiểu tại sao doanh thu dầu mỏ của Nga vẫn tăng mạnh khi tính tới nay đã có 6 vòng trừng phạt áp dụng lên nước này. Xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch là yếu tố quan trọng để tăng cường sức mạnh quân sự của Nga. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, năm 2021, chỉ riêng doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt đã chiếm 45% ngân sách liên bang của Nga. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, EU chiếm 61% kim ngạch xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga trong 100 ngày đầu tiên của cuộc xung đột, trị giá khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga đã bắt đầu giảm về mặt khối lượng do nhiều quốc gia và nhiều công ty né tránh giao dịch với Nga, nhưng giá tăng không chỉ bù lại những tác động của việc giảm khối lượng xuất khẩu, thậm chí còn mang lại cho Nga doanh thu lớn hơn. Nghiên cứu cho thấy giá xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga trung bình cao hơn khoảng 60% so với năm 2021, mặc dù đã tính đến cả thực tế dầu mỏ Nga được giao dịch ở mức thấp hơn 30% so với giá trị thị trường thế giới. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, dù Liên minh châu EU đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, doanh thu của Gazprom, tập đoàn năng lượng khổng lồ thuộc sở hữu của nhà nước Nga, vẫn cao hơn gấp 2 lần so với năm trước nhờ giá khí đốt tăng cao. Mỹ cũng đóng góp vào doanh thu của Nga, mặc dù Washington cấm nhập khẩu tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch của Nga. Mỹ nhập khẩu tất cả các sản phẩm dầu tinh chế từ Hà Lan và Ấn Độ, nhưng các nước này nhập khẩu dầu thô của Nga để tinh chế và đây chính là lỗ hổng để dầu mỏ của Nga vẫn có thể tới Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, có lẽ mọi chuyện sẽ không còn thuận lợi cho Moscow. Các lệnh cấm vận khắc nghiệt hơn sẽ được thực thi. Châu Âu cũng đang tăng tốc trong việc từ bỏ các nhiên liệu hóa thạch. EU đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lượng sạch sẽ chiếm 63% trong mạng lưới điện, mục tiêu cao hơn so với dự kiến trước đây là 53%. Mỹ tuần trước cho biết đang đàm phán với các đồng minh châu Âu về việc thành lập một liên minh nhằm áp đặt mức trần đối với giá dầu của Nga tương đương với giá sản xuất. Điều đó làm giảm doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch của Nga, đồng thời đảm bảo dầu của Nga vẫn chảy vào các thị trường toàn cầu, ổn định giá cả và ngăn chặn suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngày 14 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo các kho chứa tạm thời sẽ được xây dựng dọc biên giới Ukraine với nỗ lực giúp nước này xuất khẩu nhiều ngũ cốc hơn và giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang gia tăng. Tổng thống Mỹ Biden cho biết Washington đang lập một kế hoạch đưa số ngũ cốc còn trong kho của Ukraine ra ngoài bằng đường sắt. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này lưu ý đường sắt ở Ukraine có thiết kế khổ khác với các nước châu Âu, nên ngũ cốc phải được chuyển sang đoàn tàu khác tại biên giới. Cũng trong ngày 14 tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục cho phép thanh toán tiền mua các sản phẩm năng lượng của Nga cho đến hết ngày 5 tháng 12 tới. Qua đó, các nước châu Âu có thời gian chuẩn bị cho một lệnh cấm vận dầu mỏ gần như hoàn toàn đối với Moscow liên quan đến vấn đề Ukraine. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh quyết định miễn trừ các lệnh trừng phạt tài chính nghiêm ngặt của Mỹ, trong đó loại Nga ra khỏi hầu hết hệ thống tài chính toàn cầu sẽ hết hạn vào ngày 24 tháng 6 tới. Trong diễn biến mới nhất của tình hình chiến sự tại Ukraine, Nga yêu cầu các lực lượng Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azov ở Severodonetsk phải hạ vũ khí vào 8 giờ sáng ngày 15 tháng 6 theo giờ địa phương. Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết hiện quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 80% thành phố Severodonetsk và họ đã yêu cầu các chiến binh Ukraine đang cố thủ trong nhà máy hóa chất Azov ở Severodonetsk nên ngừng kháng cự vô nghĩa và hạ vũ khí từ 8 giờ sáng theo giờ Moscow, tức 12 giờ trưa theo giờ Hà Nội. Phía Ukraine cho biết hơn 500 dân thường đang bị mắc kẹt cùng với binh lính bên trong nhà máy hóa chất Azov, nơi các lực lượng của họ đã chống lại các cuộc bắn phá và tấn công của Nga trong nhiều tuần qua. Vị quan chức của Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga khẳng định thường dân tại Azov sẽ được đưa ra ngoài thông qua một hành lang nhân đạo. Điện Kremlin tuyên bố Nga không bác bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine để đàm phán chấm dứt xung đột.
Cố vấn điện Kremlin cho biết Nga không từ chối cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng kế hoạch này cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vị quan chức này nhấn mạnh không ai bác bỏ khả năng diễn ra các cuộc đàm phán trực tiếp, nhưng cần có các điều kiện tương ứng và quan trọng là sự chuẩn bị rất kỹ càng. Không ai có thể gặp Tổng thống Zelensky mà không có các điều kiện này, dù với bất kỳ mục đích nào. Cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ hy vọng cuộc xung đột tại Ukraine sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán, mặc dù Washington chưa nhận thấy sự sẵn sàng từ phía Nga, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong việc bảo vệ nền dân chủ của nước này. Cố vấn của Tổng thống Ukraine mới đây đã tiết lộ những vũ khí mà nước này cần để chấm dứt cuộc chiến với Nga trong bối cảnh giao tranh ngày càng gay gắt ở phía đông Ukraine. Cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết, để kết thúc cuộc xung đột với Nga, Ukraine cần có thêm vũ khí hạng nặng, gồm 1.000 pháo cỡ nòng 155mm, 300 hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS M270, 500 xe tăng, 2.000 xe bọc thép và 1.000 máy bay không người lái. Vị cố vấn này cũng đề cập đến một cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chủ trì tại trụ sở NATO ở Bỉ, có sự tham gia của các quan chức quốc phòng trên khắp thế giới để thảo luận về chiến sự Nga-Ukraine. Lời kêu gọi của quan chức Ukraine diễn ra trong bối cảnh Nga đẩy mạnh cuộc tấn công ở khu vực phía đông Ukraine. Bên cạnh đó, Nga buộc lực lượng Ukraine rời khỏi trung tâm Severodonetsk, một thành phố chiến lược quan trọng trong khu vực mà Moscow đang cố gắng kiểm soát. Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa thêm 49 công dân Anh vào danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết danh sách trừng phạt đối với công dân Anh, bao gồm lãnh đạo và phóng viên của một số phương tiện truyền thông lớn của Anh như BBC, Times, có liên quan đến việc cố tình phổ biến thông tin sai lệch và phiến diện về Nga và các sự kiện ở Ukraine và Donbass. Ngoài ra, danh sách trừng phạt còn có một số cá nhân của Anh có liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm chống lại Nga. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh danh sách trừng phạt đối với các cá nhân của Anh sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Các ngân hàng Nga bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT theo lệnh trừng phạt của EU tuyên bố. Điều này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động ngân hàng và họ sẵn sàng đối phó với tình huống như vậy. Theo hãng tin Sputnik, trong khuôn khổ gói trừng phạt tiếp theo nhằm vào Nga, Liên minh châu Âu EU đã loại các ngân hàng Sberbank, Rosselsbank và ngân hàng tín dụng Moscow khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT kể từ ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, các ngân hàng này khẳng định việc bị ngắt kết nối với hệ thống SWIFT sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động ngân hàng và họ đã sẵn sàng đối phó với tình huống như vậy. Sberbank cho biết, ngân hàng này đang hoạt động bình thường và việc ngắt kết nối với SWIFT không làm thay đổi tình hình hiện tại với các khoản thanh toán quốc tế. Trong khi đó, Rosselsbank cũng nhấn mạnh rằng hệ thống ngân hàng của Nga đã có mọi điều kiện cần thiết để đảm bảo hoạt động giao dịch không bị gián đoạn. Nga có hệ thống tài chính riêng do ngân hàng trung ương nước này tạo ra để đối phó với rủi ro khi các ngân hàng Nga bị ngắt kết nối với SWIFT. Hệ thống giao dịch quốc tế có sự tham gia của hơn 11.000 thể chế tài chính ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Sàn giao dịch lớn nhất nước Nga Moscow Exchange cho biết đã quyết định ngừng giao dịch đồng franc Thụy Sĩ với đồng rúp và đồng đô la Mỹ từ ngày 14 tháng 6 sau khi Thụy Sĩ thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Theo Moscow Exchange, sàn giao dịch này đã gặp khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch bằng tiền tệ của Thụy Sĩ do ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế mới mà Thụy Sĩ áp đặt vào tuần trước. Moscow Exchange cho biết họ đang tìm kiếm giải pháp khả thi và hy vọng có thể tìm ra cách thức giúp nối lại hoạt động giao dịch bằng đồng franc của Thụy Sĩ trong tương lai. Thụy Sĩ không phải là nước thành viên của Liên minh châu EU, nhưng ngày 10 tháng 6 vừa qua vẫn bổ sung các biện pháp trừng phạt phù hợp với những hạn chế mới nhất của EU nhằm vào các doanh nghiệp, ngân hàng và cá nhân của Nga và Belarus. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga mới đây thông báo sẽ phải giảm lượng khí đốt hàng ngày được vận chuyển qua đường ống dòng chảy phương Bắc đến Đức vì công tác sửa chữa. Tập đoàn năng lượng Gazprom cho biết chỉ có thể đảm bảo việc cung cấp với mức tối đa qua đường ống dòng chảy phương Bắc 100 triệu mét khối một ngày so với khối lượng vận chuyển thông thường 167 triệu mét khối trên ngày. Nguyên nhân là do công ty Siemens của Đức chậm trả lại những thiết bị đã được gửi đi sửa chữa. Gazprom hiện không còn xuất khẩu khí đốt về phía Tây qua Ba Lan thông qua đường ống Yamal. Gazprom hiện không còn xuất khẩu khí đốt về phía Tây qua Ba Lan thông qua đường ống Yamal sau khi Nga áp lệnh trừng phạt công ty Europol Gas, chủ thể sở hữu phần đường ống ở Ba Lan. Như vậy, hiện chỉ có 3 tổ máy có thể hoạt động được để bơm tại trạm máy nén Portovaya gần thành phố Vyborg, miền Tây Bắc nước Nga. Để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ, chính phủ Liên bang Đức cam kết một khoản tín dụng hàng tỷ euro cho Gazprom Romania, công ty hiện nằm dưới quyền quản lý ủy thác của một cơ quan liên bang của Đức.
Chính phủ Đức ngày 14 tháng 6 thông báo rằng ngân hàng tái thiết thuộc sở hữu nhà nước sẽ cấp khoản vay có thể không phải hoàn lại cho Gazprom Germania, công ty con của tập đoàn Gazprom. Thông báo của chính phủ không đề cập cụ thể tới khoản tín dụng, song theo các nguồn thạo tin từ chính phủ Đức, số tiền vào khoảng từ 9 đến 10 tỷ euro. Chính phủ Đức cũng đang xem xét khả năng chuyển khoản vay thành vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung về dài hạn, đồng nghĩa với việc nhà nước có thể tham gia trực tiếp vào công ty này. Ngoài ra, chính phủ Đức, Bộ Kinh tế và Bộ Tài chính Liên bang cũng quyết định ra hạn quyền quản lý ủy thác đối với Gazprom Germania sau tháng 9 năm 2022 và cũng có thể được gia hạn nhiều lần sau đó. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình. OPEC chịu thêm sức ép khi sản lượng khai thác của khối sụt giảm. Eurozone không có nguy cơ khủng hoảng nợ do tăng lãi suất. Tỷ lệ thất nghiệp tại Anh tăng lần đầu tiên kể từ cuối năm 2020. Sản lượng dầu thô khai thác của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sụt giảm trong tháng 5, tạo thêm sức ép với OPEC sau khi liên minh này đưa ra cam kết về ổn định thị trường bằng biện pháp tăng nguồn cung. Theo dữ liệu được OPEC công bố ngày 14 tháng 6, tổng sản lượng của 13 nước thành viên OPEC giảm 176.000 thùng trong một ngày trong tháng trước, xuống còn mức trung bình 28,5 triệu thùng trong một ngày. Suy giảm sản lượng là tín hiệu cho thấy OPEC sẽ phải chật vật trong kế hoạch tăng nguồn cung ra thị trường, giúp giảm sức nóng của dầu thô, mặt hàng tăng giá mạnh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước đó, vào ngày 2 tháng 6, OPEC và các đối tác gọi tắt là OPEC Cộng đã thông báo kế hoạch tăng sản lượng lên mức 648.000 thùng trong một ngày trong tháng 7 và tháng 8 tới, nhằm hạ nhiệt giá dầu, nhưng giới phân tích thị trường ngay lập tức nghi ngờ về tính khả thi của quy định này. Quan chức Quỹ cứu trợ cơ chế bình ổn châu Âu ESM của khu vực đồng tiến chung châu Âu Eurozone nhận định các nước châu Âu có nợ công cao hiện không đối mặt với nguy cơ ngắn hạn từ việc tăng lãi suất và những tranh luận về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ mới là hoàn toàn phóng đại. Một quan chức của Quỹ cứu trợ cơ chế bình ổn châu Âu của khu vực đồng tiền chung châu Eurozone ESM cho biết, các thị trường đang trải qua những phiên điều chỉnh khó khăn sau khi ECB mới đây cho biết sẽ nâng lãi suất vào tháng 7 và cả thời gian sau đó trong năm nay. Tuy nhiên, quan chức này cho rằng các cuộc tranh luận về một cuộc khủng hoảng nợ là hoàn toàn phóng đại. Bên cạnh đó, bất chấp mức nợ cao ở nhiều nước Eurozone như Italy và Hy Lạp, nhưng chi phí lãi vay hiện vẫn ở mức thấp lịch sử, trong khi các khoản nợ của các nước này có kỳ hạn thanh toán dài và các nhà đầu tư châu Á đã bày tỏ sự mong muốn quay trở lại các thị trường Eurozone khi mà lợi suất trái phiếu hiện đã quay trở lại mức dương. Do đó, dường như khu vực này sẽ không có nguy cơ đối diện khủng hoảng nợ do tăng lãi suất. Ngày 14 tháng 6, Liên minh châu Âu EU đã ký một thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm Đan Mạch Bavaria Nordic để mua khoảng 110.000 liều vaccine phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Theo Ủy ban châu EC, vaccine của Bavaria Nordic được tiếp thị là Invanex ở châu Âu và Genoese ở Mỹ đã được Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA phê duyệt để phòng bệnh đậu mùa, chứ không phải nhằm phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, theo EC, vaccine đậu mùa cũng bảo vệ mọi người chống lại bệnh đậu mùa khỉ vì loại virus này có liên quan chặt chẽ với virus đậu mùa. EMA hiện đang thảo luận với Bavaria Nordic để đăng ký Invanex là vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. EU sẽ mua vaccine bằng ngân quỹ được tài trợ từ các quỹ của châu Âu và tất cả các quốc gia EU cùng với Na Uy và Iceland sẽ nhận được các liều vaccine tương ứng với quy mô dân số của họ, bắt đầu từ các quốc gia cần gấp nhất. Công ty Bavaria Nordic cho biết, việc giao hàng sẽ bắt đầu ngay lập tức và sẽ hoàn thành trong những tháng tới. Các chính sách mới về thuế nhằm chống béo phì sẽ đẩy chi phí sinh hoạt lên cao vào thời điểm giá thực phẩm tăng vọt trên toàn cầu. Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson đưa ra cảnh báo này trước khi công bố chiến lược mới của quốc gia về thực phẩm. Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định, điều mà chính phủ không muốn thực hiện ngay lúc này là bắt đầu áp các loại thuế mới, bởi điều đó sẽ chỉ làm tăng giá thực phẩm. Thủ tướng Anh cũng khuyến cáo mọi người ăn uống lành mạnh và cho rằng có nhiều cách để giảm cân, trong đó cách tốt nhất là ăn ít thực phẩm. Theo ông Johnson, chính phủ Anh đang phối hợp với ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống để loại bỏ hàm lượng đường, muối và chất béo cao trong thực phẩm. Việc đánh thuế muối và đường trong thực phẩm đã qua chế biến, không nằm trong chiến lược mới về thực phẩm và nước Anh sẽ chú trọng vào việc tăng cường sản xuất trong nước nhằm đảm bảo an ninh lương thực thay vì tập trung chống béo phì. Theo dữ liệu thống kê trong báo cáo thị trường lao động tại Anh, tỷ lệ thất nghiệp ở Anh đã tăng lên 3,8% trong 3 tháng tính đến tháng 4 năm nay.
tỷ lệ thất nghiệp tại Anh tăng lần đầu tiên kể từ cuối năm 2020, trong đó nguyên nhân một phần là do nhiều người đã quay trở lại thị trường lao động hơn. Do đó, các nhà tuyển dụng phải vật lộn để lấp đầy các vị trí tuyển dụng trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Anh báo cáo mức lạm phát tăng cao. Dữ liệu chính thức cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,8% trong 3 tháng tính đến tháng 4, từ mức 3,7% trong báo cáo thị trường lao động trước đó trong 3 tháng đến tháng 3, mức tăng đầu tiên trong 3 tháng tính đến tháng 5 năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã gặp Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha trong nỗ lực của Washington nhằm củng cố quan hệ với các đối tác và đồng minh trong khu vực. Đây là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của ông Lloyd Austin trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Bộ trưởng Austin và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chia sẻ quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và thảo luận cơ hội tăng cường liên minh Mỹ-Thái Lan. Ông Austin nhấn mạnh sự quan tâm của Mỹ đối với việc gia tăng khả năng phối hợp giữa quân đội Mỹ và Thái Lan, cũng như sự ủng hộ của Mỹ đối với các yêu cầu hiện đại hóa quân đội của Thái Lan. Hai bên cũng thảo luận ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi, như các lĩnh vực công nghệ mạng và vũ trụ, cũng như mong muốn của Thái Lan nhằm tăng cường hợp tác trong công nghiệp quốc phòng. Với việc chính thức coi Thái Lan là đồng minh lớn ngoài NATO năm 2003, Mỹ coi Thái Lan là một đối tác chiến lược. Theo dự báo của chính phủ Indonesia, một làn sóng dịch COVID-19 mới có thể xuất hiện với đỉnh điểm rơi vào tháng 7 năm nay. Chính phủ Indonesia dự báo làn sóng dịch mới tại quốc gia này có thể xuất hiện vào tháng 7 năm nay. Dự báo được đưa ra trước sự xuất hiện của dòng phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicron. Indonesia ghi nhận ca nhiễm đầu tiên của dòng biến thể này hôm 10 tháng 6 vừa qua. Ngay sau đó, số ca mắc đã tăng hơn 500 ca một ngày, nhiều nhất là ở thủ đô Jakarta. Hiện Indonesia đang đẩy mạnh tiêm liều vaccine tăng cường cho người dân, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương. Chính phủ cũng khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp như đeo khẩu trang, yêu cầu người tham dự sự kiện công cộng lớn phải tiêm liều vaccine tăng cường. Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa thêm 49 công dân của Anh vào danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết danh sách trừng phạt đối với công dân Anh, bao gồm lãnh đạo và phóng viên của một số phương tiện truyền thông lớn của Anh như BBC, Times, có liên quan đến việc cố tình phổ biến thông tin sai lệch và phiến diện về Nga và các sự kiện ở Ukraine và Donbass. Ngoài ra, danh sách trừng phạt còn có một số cá nhân của Anh có liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm chống lại Nga. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh danh sách trừng phạt đối với các cá nhân của Anh sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Các ngân hàng Nga bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT theo lệnh trừng phạt của EU đã tuyên bố. Điều này không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động ngân hàng và họ đã sẵn sàng đối phó với các tình huống như vậy. Theo hãng tin Sputnik, trong khuôn khổ gói trừng phạt tiếp theo nhằm vào Nga, Liên minh châu Âu EU đã loại các ngân hàng Sberbank, Rosselsbank và ngân hàng tín dụng Moscow khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT kể từ ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, các ngân hàng này khẳng định việc bị ngắt kết nối với hệ thống SWIFT sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động ngân hàng và họ đã sẵn sàng đối phó với tình huống như vậy. Sberbank cho biết, ngân hàng này đang hoạt động bình thường và việc ngắt kết nối với SWIFT không làm thay đổi tình hình hiện tại với các khoản thanh toán quốc tế. Trong khi đó, Rosselsbank cũng nhấn mạnh rằng hệ thống ngân hàng của Nga đã có mọi điều kiện cần thiết để đảm bảo hoạt động giao dịch không bị gián đoạn. Nga có hệ thống tài chính riêng do ngân hàng trung ương nước này tạo ra để đối phó với rủi ro khi các ngân hàng Nga bị ngắt kết nối với SWIFT. Hệ thống giao dịch quốc tế có sự tham gia của hơn 11.000 thể chế tài chính ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga mới đây đã thông báo sẽ giảm lượng khí đốt hàng ngày được vận chuyển qua đường ống sông Trải phương Bắc đến Đức vì công tác sửa chữa. Cụ thể, Gazprom chỉ có thể đảm bảo việc cung cấp với mức tối đa qua đường ống sông Trải phương Bắc 100 triệu mét khối một ngày so với khối lượng vận chuyển thông thường 167 triệu mét khối một ngày. Gazprom hiện nay không còn xuất khẩu khí đốt về phía Tây qua Ba Lan thông qua đường ống Yamal sau khi Nga áp lệnh trừng phạt với công ty Europoljan và chủ thể sở hữu phần đường ống ở Ba Lan. Sản lượng dầu thô khai thác của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC sụt giảm trong tháng 5, tạo thêm sức ép với OPEC sau khi liên minh này đưa ra cam kết về ổn định thị trường bằng biện pháp tăng nguồn cung. Theo dữ liệu được OPEC công bố ngày 14 tháng 6, tổng sản lượng của 13 nước thành viên OPEC giảm 176.000 thùng trong một ngày trong tháng trước, xuống còn mức trung bình 28,5 triệu thùng trong một ngày.
Suy giảm sản lượng là tín hiệu cho thấy OPEC sẽ phải chật vật trong kế hoạch tăng nguồn cung ra thị trường, giúp giảm sức nóng của dầu thô, mặt hàng tăng giá mạnh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trước đó vào ngày 2 tháng 6, OPEC và các đối tác gọi tắt là OPEC Cộng đã thông báo kế hoạch tăng sản lượng lên mức 648.000 thùng trong một ngày trong tháng 7 và tháng 8 tới nhằm hạ nhiệt giá dầu, nhưng giới phân tích thị trường ngay lập tức nghi ngờ về tính khả thi của quy định này. Theo Ukraine, hơn 500 dân thường Ukraine cần các vũ khí phòng thủ tên lửa hiện đại, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, đồng thời kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Kiev các loại vũ khí như vậy. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh đã nhiều lần đề nghị được cung cấp các loại vũ khí này và việc trì hoãn của các nước phương Tây là không thể biện minh. Trong tuần này sẽ có nhiều cuộc đàm phán quan trọng và không chỉ với các chính trị gia châu Âu, những nước có thể cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Ukraine. Việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến Moscow phải hứng chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, doanh thu của Nga từ nhiên liệu hóa thạch vẫn tăng mạnh trong giai đoạn 100 ngày đầu chiến sự, với mức doanh thu kỷ lục 93 tỷ euro, khoảng 135 tỷ đô la Mỹ từ việc xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá. Cùng với góc bình luận tìm hiểu tại sao doanh thu dầu mỏ của Nga vẫn tăng mạnh khi tính tới nay đã có 6 vòng trừng phạt áp dụng lên nước này. Xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch là yếu tố quan trọng để tăng cường sức mạnh quân sự của Nga. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, năm 2021, chỉ riêng doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt đã chiếm 45% ngân sách liên bang của Nga. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, EU chiếm 61% kim ngạch xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga trong 100 ngày đầu tiên của cuộc xung đột, trị giá khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga đã bắt đầu giảm về mặt khối lượng do nhiều quốc gia và nhiều công ty né tránh giao dịch với Nga, nhưng giá tăng không chỉ bù lại những tác động của việc giảm khối lượng xuất khẩu, thậm chí còn mang lại cho Nga doanh thu lớn hơn. Nghiên cứu cho thấy giá xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga trung bình cao hơn khoảng 60% so với năm 2021, mặc dù đã tính đến cả thực tế dầu mỏ Nga được giao dịch ở mức thấp hơn 30% so với giá trị thị trường thế giới. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, dù Liên minh châu EU đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, doanh thu của Gazprom, tập đoàn năng lượng khổng lồ thuộc sở hữu của nhà nước Nga, vẫn cao hơn gấp 2 lần so với năm trước nhờ giá khí đốt tăng cao. Mỹ cũng đóng góp vào doanh thu của Nga, mặc dù Washington cấm nhập khẩu tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch của Nga. Mỹ nhập khẩu tất cả các sản phẩm dầu tinh chế từ Hà Lan và Ấn Độ, nhưng các nước này nhập khẩu dầu thô của Nga để tinh chế và đây chính là lỗ hổng để dầu mỏ của Nga vẫn có thể tới Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian tới, có lẽ mọi chuyện sẽ không còn thuận lợi cho Moscow, các lệnh cấm vận khắc nghiệt hơn sẽ được thực thi. Châu Âu cũng đang tăng tốc trong việc từ bỏ các nhiên liệu hóa thạch. EU đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lượng sạch sẽ chiếm 63% trong mạng lưới điện, mục tiêu cao hơn so với dự kiến trước đây là 53%. Mỹ tuần trước cho biết đang đàm phán với các đồng minh châu Âu về việc thành lập một liên minh nhằm áp đặt mức trần đối với giá dầu của Nga tương đương với giá sản xuất. Điều đó làm giảm doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch của Nga, đồng thời đảm bảo dầu của Nga vẫn chảy vào các thị trường toàn cầu, ổn định giá cả và ngăn chặn suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngày 14 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo các kho chứa tạm thời sẽ được xây dựng dọc biên giới Ukraine với nỗ lực giúp nước này xuất khẩu nhiều ngũ cốc hơn và giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang gia tăng. Tổng thống Mỹ Biden cho biết Washington đang lập một kế hoạch đưa số ngũ cốc còn trong kho của Ukraine ra ngoài bằng đường sắt. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này lưu ý đường sắt ở Ukraine có thiết kế khổ khác với các nước châu Âu, nên ngũ cốc phải được chuyển sang đoàn tàu khác tại biên giới. Cũng trong ngày 14 tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục cho phép thanh toán tiền mua các sản phẩm năng lượng của Nga cho đến hết ngày 5 tháng 12 tới. Qua đó, các nước châu Âu có thời gian chuẩn bị cho một lệnh cấm vận dầu mỏ gần như hoàn toàn đối với Moscow liên quan đến vấn đề Ukraine. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh quyết định miễn trừ các lệnh trừng phạt tài chính nghiêm ngặt của Mỹ, trong đó loại Nga ra khỏi hầu hết hệ thống tài chính toàn cầu, sẽ hết hạn vào ngày 24 tháng 6 tới.